Thưa quý vị, những hình ảnh này thì không còn xa lạ đối với mỗi người dân thủ đô. Hà Nội mùa này phố cũng như sông, ngập, ngập và ngập chính là đặc sản của thủ đô ngàn năm văn hiến. Câu nói đùa nhưng mà thực tế thì lại vẫn diễn ra ở thủ đô mỗi khi mà trời đổ mưa lớn. Vâng, điệp khúc này thì cứ lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác, tới mức mà cư dân mạng thuộc lòng tất cả những điểm có khả năng sẽ bị ngập úng của Hà Nội. Và mặc dù đã trở thành gọi là sự kiện thường niên, thế nhưng mà vào ngày hôm qua thì cộng đồng mạng lại vẫn được một dịp cười ngả nghiêng bởi những câu chuyện trái ngang khi cơn mưa ngang qua. Hà Nội bay 2023, kính chào quý khách. Nếu bạn là một người yêu biển và đã chót say mê với Hạ Long, Đồ Sơn, Nha Trang, thì nhất định không thể bỏ qua thành phố biển Hà Nội với vô vàn cảnh đẹp nên thơ, trữ tình. Các du khách còn chờ đợi gì nữa? Hãy xách ba lô lên và đi thôi. Dòng trạng thái này đã khiến hàng nghìn cư dân mạng cười chảy ra nước mắt. Giờ mỗi nhà sắm một cái bè, trèo đi làm, đi học là hợp lý. Hà Nội có rất nhiều đặc sản và trong đó có đặc sản cứ mưa là ngập. Sân trường em thành bể bơi, nhiều bạn bơi đua luôn. Cư dân mạng hài hước gọi những con đường, tuyến phố của Hà Nội là vịnh, sông, đầm. Từ vịnh Triều Khúc, cảng nước sâu Mỹ Đình, làng trài Sipucha hay đầm Tràng Tiền, khu du lịch sinh thái nổi tiếng với nghề làm kem, có phố đi bơi vào những ngày cuối tuần. Những con đường thường ngày vốn đã tấp nập, sóng mưa lại càng đông vui, nhộn nhịp. Dòng người hòa cùng dòng lũ, lách len qua nhau tìm lối thoát. Những hình ảnh và video về dòng sông Hà Nội được cư dân mạng cập nhật liên tục. Các nhà ở mặt đường, vùng trũng thấp, nước dâng cao tràn cả vào tầng trệt. Những con sóng cao đến cả mét cứ thế xô vào cửa hàng ven đường của người dân. Lụt thế này, đi làm gì hả các bác? Xin xếp nghỉ ở nhà câu cá còn sướng hơn. Sáng đưa con đi học, đến đoạn Triều Khúc nước cao quá, con bé nhà em mới bảo, chiều đi học về, mẹ cho con ra đây bơi nhá, làm em cười không ngậm được mồm. Hay, ngồi chờ tình yêu tới, mà tình yêu chưa kịp tới, đã bị lũ cuốn đi mất. Thế là năm nay lại được vừa bơi, vừa rước đèn rồi anh em ơi. Giờ không cần em đi chơi thuyền trong Thảo Cầm Viên nữa, vì ngay Thụy Khuê, Trích Xài cũng chèo thuyền được rồi. Đành sống chung với lũ có lẽ đã trở thành suy nghĩ chung của hàng triệu người khi sống tại thủ đô. Trong khi đây vẫn là câu chuyện nan giải khiến các cơ quan chức năng loay hoay tìm giải pháp, thì nó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Cư dân mạng mong chờ câu trả lời, đến khi nào không còn phải buồn phiền và bức xúc về một mùa Hà Nội phố cũng như sông. Cảm giác bất lực, không biết tới khi nào câu chuyện cứ mưa là ngập mới chấm dứt. Thiếu đồng bộ quản lý hạ tầng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Tôi đề nghị Hà Nội cần nghiêm túc xem xét vấn đề quy hoạch đô thị. Người dân khốn khổ thiệt hại, trong khi đó nhiều dự án thoát nước nghìn tỷ của Hà Nội vẫn còn chèo tiến độ. Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lục địa, trên địa bàn thành phố Hà Nội khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Điều này đồng nghĩa với việc người dân thủ đô sẽ tiếp tục phải tìm cách đối phó với mưa lớn, ngập úng để tới cơ quan, công sở làm việc. Và hiện giờ, có lẽ điều mọi người đang mong chờ nhất là tối nay trời đừng đổ mưa, để trẻ em có thể rước đèn đón Tết Trung Thu, để mạng xã hội ngập tràn hình ảnh đèn ốc sao lấp lánh trong đêm trăng sáng.